Sự thật về người đàn bà sang chảnh, Trương Thị Lan Anh. Trương Thị Lan Anh thường xuyên ăn mặc đẹp, đi xe sang, cắt ghép hình ảnh với lãnh đạo trung ương, tỉnh và nổ mình có quan hệ, có khả năng xin chuyển công tác, chạy dự án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng Trương Thị Lan Anh, 35 tuổi, ngụ phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, về hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nghi làm giả, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ 15 nạn nhân ở Quảng Bình, Hà Tĩnh đã bị đối tượng Trương Thị Lan Anh lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng. Thủ đoạn của Trương Thị Lan Anh là thường xuyên ăn mặc đẹp, đi xe sang, lân la tìm cách tiếp cận và tạo lập các mối quan hệ để tiếp xúc, làm quen chụp hình, cắt ghép hình ảnh có liên quan với lãnh đạo ở trung ương và lãnh đạo các tỉnh rồi tìm cách tiếp cận các con mồi. Tiếp đó, việc quái này đưa ra những thông tin gian dối về việc bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng chạy án, xin chuyển công tác, xin việc làm, đấu thầu công trình, nhận làm sổ đỏ, chạy dự án nhằm tạo lòng tin với nhiều người. Theo nguồn tin riêng của báo Người Lao Động, Trương Thị Lan Anh còn bị một chủ doanh nghiệp ở thị xã Ba Đồn làm đơn tố cáo công an vì nhận hàng trăm triệu đồng để nhờ can thiệp, cấp biển số VIP cho ô tô. Không thực hiện được, nhưng đối tượng cũng không trả lại tiền cho khổ chủ mà tìm cách chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã thực hiện việc khám xét chỗ ở của Trương Thị Lan Anh và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội. Tuy thủ đoạn không mới, song đối tượng đã lừa đảo nhiều người bằng những hình ảnh chụp chung hoặc cắt ghép với các đồng chí lãnh đạo các cấp, từ đó tạo vỏ bọc để thực hiện hành vi phạm tội. Qua vụ án này, Công an tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người dân nên nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh mắc bẫy đối tượng xấu. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.